Chào mọi người nha, và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách hủy cái dịch vụ giao hàng nhanh ở trên Coupang. Thì trước đây Coupang người ta chỉ thu phí là 2.900 won mỗi tháng thôi, nhưng mà bây giờ nó đã tăng giá lên là khoảng 4.900, này sắp xỉ 5.000. Thì mọi người vào Coupang này, vào cái hình ông người này nha, ở phía avatar của mình á, hoặc có thể là click vào đây cũng được, hoặc là ở trên này cũng được. Đấy. Thì vào WoW Membership này, ở cái phần dưới cùng này có cái chữ là Heichihaki, thì click vào đây này là được này. Đây. Tiếp theo là chọn vào Heichihaki là được nhé. Rồi còn đây là cách làm trên máy Android này, tương tự nhé.